Cảm ơn nha. Tại sao cảm ơn là nói anh yêu nha? Cảm ơn là from Taiwan with love. Yeah yeah, Indonesia. Yeah yeah, come on. Bao nhiêu người Việt Nam làm việc Tây Bắc? Indonesia cũng nhiều mà. Indonesia khó à? Dò ra. Tay. Có Indonesia dạ. Indonesia rất nhiều. Bao nhiêu người Việt Nam làm việc Tây Bắc? Anh thua. Rất nhiều, rất nhiều. Làm việc cái gì? Không biết. Làm ốc vít. Ốc vít. Ốc vít. Dạ, đúng rồi. À, đúng rồi. Không biết. Không biết. Không biết. Đây đây có nhiều, rất nhiều. Nào Hà Nội đấy, đang Hà Nội. Chỗ nào Hà Nội? Giờ nó là cái gì nhỉ mọi người? Ở đâu Hà Nội? Chỗ Hà Nội. Tao chơi khi mua một ở đâu Hà Nội? Hà Nội Ocean Park. Ocean Park. Ocean Park. Ocean Park. À. Biết không? Biết. Ủa, chị sao rồi? Biết ở đâu? Sài Gòn. Sài Gòn. Nha Trang. Đà Lạt. Ừ. Nhà ở đâu? Nhà ở đâu á? Nhà người. Nhà sao? Hà Tĩnh. Nhà người. Hà Tĩnh. Hà Tĩnh là Hà Nội bao nhiêu tiếng? Đi Hà Tĩnh nhá. Hà Tĩnh Hà Nội bao nhiêu tiếng? À, Hà Tĩnh Hà Nội ra một đêm một ngày. Tào lao, một đêm. Đạt đi đâu đi, Vi ở nhà một mình á? Không, Vi nhà có mọi người. À, nhà có mọi người à? Mọi người có làm việc. Các anh Đạt đi làm hả? Anh Đạt đang ngày mai có đi Indonesia. À, Indonesia Mai Đình. Hả? Gái Indonesia rất xinh mà. Ồ. Đây tất cả này rồi. Vi rất xinh. Ôi, cảm ơn nha. Yeah. Mọi người có làm việc Taiwan sức khỏe nha. Có nhiều tiền nha. Đi với